Lại nữa thiện hiện thí như con chó đói bỏ thức ăn của chủ, lại theo kẻ tôi tớ mà kiếm ăn, ở đời vị lai có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ thừa Bồ Tát, bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa cội gốc của tất cả Phật Pháp, mà cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng giống như thế nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện thí như có người muốn tìm voi, tìm được voi rồi bỏ đi để theo dấu chân, theo ý ông thì sao người ấy có trí chăng? Thiện hiện đáp người ấy vô trí, Phật dạy, này thiện hiện ở đời tương lai, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ thừa Bồ Tát, bỏ tất cả căn bản Phật Pháp là bát nhã ba la mật đa sâu xa, cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, cũng giống như thế nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện thí như có người muốn thấy biển cả đã đến bờ biển rồi trở lại xem nước ở dấu chân châu. Nghĩ thế này, nước trong biển cả cạn sâu nhiều ít, có bằng đây chăng? Theo ý ông thì sao? Người ấy có trí chăng? Thiện hiện đáp, người ấy vô trí phật dạy này thiện hiện vào đời tương lai có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa bỏ căn bản của tất cả phật pháp là bát nhã ba la mật đa sâu xa cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng lại như thế nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện như có người thợ hoặc học trò của ông ta muốn tạo cung điện lớn như kích thước cung điện thù thắng của trời đế thích thấy cung điện ấy rồi mà lại đo lường mô hình cung điện mặt trời theo ý ông thì sao người thợ ấy hoặc học trò của ông ta có thể tạo cung điện lớn ngang với cung điện thù thắng của đế thích chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn dạ không phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao người ấy có trí chăng thiện hiện đáp người ấy là hạng ngu si vô trí phật dạy này thiện hiện vào đời tương lai có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bổ tát thừa muốn cầu quả vị giác ngộ cao tột mà lại bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng giống như thế theo ý ông thì sao thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có thể đắc quả phật cao tột chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn không Phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao? Thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có trí tuệ chăng? Thiện hiện đáp đó là hạng ngu si. Phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện như có người cầu thấy chuyển luân thánh vương thấy rồi mà chẳng biết nên bỏ đến nơi khác thấy tiểu vương phàm phu chấp vào hình tướng ấy nghĩ chuyển luân thánh vương hình tướng oai đức cùng với vị này có gì khác theo ý ông thì sao người ấy có trí chăng thiện hiện đáp người ấy vô trí Phật dạy này thiện hiện vào đời tương lai, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa muốn cầu quả vị giác ngộ cao tột, mà bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy, lại cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng giống như thế. Theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có thể chứng đắc đại bồ đề chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không? Phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có trí huệ chăng? Thiện hiện đáp, đó là hạ ngu si. Phật dạy này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát.